Xin chào tất cả mọi người, em tên là Lê Phương Uyên. Em vừa tốt nghiệp trường John Paul College với số điểm ATA là 96.2 điểm. Dạ, em cảm thấy là điều quan trọng nhất á, là cần phải bắt đầu sớm hơn tất cả mọi người. Mỗi khi á, thì trước khi một tháng thi thì em sẽ sử dụng mind map để tóm tắt tất cả các lý thuyết mà em cần phải nhớ. Sau đó thì em sẽ học thuộc từ từ cho đến ngày thi. Cái thứ hai á, thì em ngoài học trên lớp ra thì ở nhà em sử dụng cách học giãn cách thời gian, là cứ sau 45 hoặc là 60 phút em sẽ nghỉ từ 5 đến 10 phút. Dựa phương pháp đó thì em vừa có khả năng học thuộc tốt hơn và đồng thời cũng có tạo ra khoảng thời gian cho mình để nghỉ ngơi. Và cách cuối cùng là em sẽ chú tâm vào việc ăn uống cũng như là chú tâm vào sức khỏe và nghỉ ngơi nhiều hơn để thư giãn đầu óc cũng như là giảm bớt áp lực khi mà chuẩn bị thi tốt nghiệp. Dạ, em cảm thấy là nhà trường hỗ trợ rất tốt cho em trong cái việc cũng như là định hướng nghề nghiệp, cũng như là dự đoán những cái việc mà em cần phải chuẩn bị trước khi vào trường đại học. Đặc biệt là em xin gửi lời cảm ơn của em đến thầy Huân. Thầy là một người thầy rất là tốt. Thầy không những là giúp đỡ em trong cái việc học, nhờ quan tâm như là kết quả học tập của em, cũng như là thầy định hướng nghề nghiệp cho em rất là tốt. Và đồng thời với các hoạt động của nhà trường thì em cảm thấy như trước một tháng khi thi đại học thì nhà trường chuẩn bị những cái lớp tutorials cho tụi em để tụi em có thể giao tiếp trực tiếp với giáo viên, đặt ra những thắc mắc cũng như là những kiến thức mà mình muốn hỏi thầy cô thì thầy cô sẽ giải đáp hết. Và đồng thời nhà trường còn tạo ra những cái hoạt động ngoại khóa như là múa, hát hoặc là chơi thể thao hoặc là tập yoga để tạo ra những cái khoảng thời gian thư giãn cũng như là tạo ra những kỷ niệm với bạn bè vào những năm cuối cấp, giúp em có khả năng chuẩn bị tốt hơn trong kỳ thi sắp tới, áp lực hơn. Sau 3 năm đi hạ du học Úc thì em nghĩ là em đã trở nên tự tin hơn rất là nhiều. Trước khi mà em đi du học, em ở Việt Nam thì em là một con người rất là nhút nhát, ít khi tiếp xúc với người lạ, mà thường là chỉ nói chuyện với bạn bè, với gia đình. Nhưng mà khi mà em đến môi trường Úc rồi á, thì em được có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng như là có cơ hội tiếp xúc với nhiều thầy cô, tất cả các bạn ở các văn hóa cũng như là đất nước khác nhau, giúp cho em tiếp thu được nhiều kiến thức từ các nước trên thế giới cũng như là các văn hóa của các bạn. Và tiếp theo đó là em nghĩ cái kỹ năng mà tốt nhất mà em đạt được sau khi đi du học đó chính là sự tự lập, cả về tinh thần cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Vì sống xa cha mẹ thì em nghĩ là mình phải trở nên có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn, cũng như là tự kỷ luật bản thân để có thể đạt được những thành công mình mong muốn. Vậy là trong 5 năm tới, với chuyên ngành học của em hiện tại em muốn học đó chính là ngành y tá hoặc là nursing, thì em nghĩ là trong tương lai em cũng muốn đóng góp cái công sức của mình vào ngành y tế tại nước Úc, cũng như là đóng góp kinh nghiệm và học hỏi nhiều hơn từ thế giới bên ngoài. Và với mục tiêu dài hạn của em thì em nghĩ là em có ý định muốn định cư tại Úc và cũng như là học tập thêm tại Úc. Dạ. Yeah. Dạ, là lời khuyên cho em với các bạn sắp tốt nghiệp tại Úc rằng các bạn hãy tin vào bản thân nhiều hơn nữa, vì các bạn, em nghĩ là các bạn có thể đạt được số điểm mình mong muốn trong tương lai. Và đồng thời cũng hãy nhớ chú ý sức khỏe mình nhiều hơn, ngủ đúng giờ giấc, và đồng thời là siêng năng học tập để có thể đạt được những cái kết quả mình mong muốn trong tương lai cũng như là ngành nghề mình mong muốn trong những trường đại học. Đối với các bạn mà chuẩn bị đi du học sang Úc thì em nghĩ lời khuyên của em đó chính là hãy tự tin với bản thân nhiều hơn, vì khi mà mình sống xa cha mẹ thì
điều tự lập và tự tin là điều cần thiết nhất. Vì sống ở bên nước ngoài không chỉ mình sống ở một mình mà là các bạn có những người bạn khác xung quanh nữa, họ là những người thích có thể giúp đỡ mình trên hành trình phía trước. Và đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn đến chú Nam và cô Hằng bên sếp, vì chú Nam và cô Hằng là những người giúp đỡ tụi em rất là tận tình, cũng như là định hướng và đưa ra những kế hoạch mà có thể định hướng cho tụi em trong tương lai, cũng như là cho những lời khuyên rất là đáng giá. Ngoài ra thì trung tâm SEP có rất nhiều cơ sở ở nước Úc, là các học sinh đều có thể đến đó và xin lời khuyên cũng như là tư vấn hướng nghiệp. Cho nên là các bạn đừng có sợ cô đơn tại Úc, vì là tại Úc luôn có các anh chị bên SEP luôn hỗ trợ tận tình cho các bạn, cũng như là tư vấn hướng nghiệp, cũng như là làm hồ sơ du học visa rất là nhiệt tình. Cho nên là các bạn đừng sợ nhé.